Em tiếp tục tủ đài kèn cho các bác đấy ạ. Báo cáo quý vị là tủ đài kèn thì về khá là nhiều, có tầm hơn chục chiếc cơ. Nhưng mà đây là những mã cơ bản có thì em báo cho các bác luôn. Tất cả bao tình trạng là những chiếc này gồm có này: radio, cassette, CD, loa trong một và loa toàn giải bên trên phễu kèn. Hai chiếc đầu tiên đây là có mức giá là 7,9 triệu này, cái này 7,9 triệu này, cái thứ hai lại 7,9 triệu. Hai cái cuối kia là Columbia 8,6 triệu một chiếc. Đây em chưa mở nắp nhé, có cả đĩa than, tất cả những con này đều có đĩa than ở trong này hết. Em giới thiệu đến đâu em lật em đây, em quay lên cho các bác luôn, lật hết lên cho các bác. Chưa lật đây, không được bảo là không có đây. Em lật hết lên cho các bác luôn nhé. Đấy, đây nó nhiều này nên là em sẽ chưa test. Đấy, mở nắp như vậy được chưa? Thôi cứ gọn gàng 4 cái một thôi, quay nhiều bác nào có nhu cầu. 7,9 triệu một chiếc, và dòng vàng màu vàng kia Colombia là 8,6 triệu. Để bắt đầu vào thì em giới thiệu chi tiết này, giới thiệu chi tiết về dòng này thì đây là trên này nó có loa của chóa kèn này, loa này là loa toàn giải. Phễu kèn này có đường kính khoảng độ trên 50 cm, chiều cao tổng thể từ trên đỉnh kèn này xuống của 3-4 con này, tất cả những con này nó trung bình khoảng độ tầm 8-90 cm, khoảng đấy rồi. Con này chạy đĩa than, tất cả chức năng đĩa than hoạt động bình thường. Báo các bác là không phải vì em test ở đây mà cứ nói là tất cả những mặt hàng này đều bao chức năng hoạt động cho các bác bình thường luôn. Nhưng mới ra hàng gồm có này, những con này thì gồm này, con này gồm có CD này, radio này, radio đây này, con này nhá, con này Alexa này, con gì đây SK gì này, đọc méo cả tiếng Anh thì không được đọc. Con này gồm có các chức năng này: tuner radio này, cassette này, cassette đây, cổng ta cassette bên cạnh hông này, cassette đây ạ, đây cổng cassette đây, được chưa, táp cassette này, cổng AUX cắm vào, cổng phono, có cổng AUX, cổng phono, FM, AM và CD đây. Thì con này quý vị có thể cắm từ điện thoại, máy tính, TV, laptop vào được. Nó có cổng cắm phía sau và hai bên này có hai loa nằm hai bên đây. Đấy, được chưa? Chạy đĩa than nữa, còn đĩa than nữa, chứ là đĩa than nữa. Và phía sau đây, phía sau em nó có cổng AUX, có thể quý vị cắm điện thoại vào đây chạy trên nó luôn, cắm điện thoại vào đây ạ, chạy trên nó luôn. Dòng này chạy điện 100V, giá 7,9 triệu. Con này 7,9 triệu, con kia cũng 7,9 triệu, con kia cũng 7,9 triệu, và con kia có đường AUX nhé, cắm đằng sau vào luôn này, con kia có đường cắm vào và đường cắm ra luôn. Nói chung là con nào có đường cắm ra, con này có đường cắm ra, nhưng đường cắm ra nó là cổng phono, cổng phone phía trước đây. Con nào có cổng cắm ra cắm vào có hết. Đấy, được chưa? Sang đến con thứ hai, con này là màu đen, màu đen. Con này là màu gọi là màu đỏ cầu cập, màu đỏ bóc đô, đỏ bóc đô. Mức giá 7,9 triệu, màu đỏ bóc đô. Đối với cái màu này thì các bác thì làm đơn giản, mình là quá đơn giản. Mình thợ mộc mình làm đơn giản, nhưng quan trọng là chất của nó. Con này cũng gần như con kia. Đấy, có nhìn đây. Nhìn chưa? Đấy, để em cho các bác nhìn này. Con này đây, em sẽ quay dịch bên này ra phía trên này chứ. Con này các chức năng y như con trước, tất cả các chức năng giống hệt con trước luôn. Con này cũng có cả cổng phone ở trước và cổng AUX, có cái cổng cắm đằng trước, có hai cổng luôn. Đấy, tất cả các chức năng y như con trước. Đây, cassette bên cạnh lên luôn, nhìn chưa, cassette hoặc cassette. Về đằng sau đây, có nhìn chưa, đấy, nhìn chưa, cassette đây. Con này mức giá 7,9 triệu luôn. Đấy, ngoài ra chạy đĩa mâm than, những dòng này nghe mâm than thì phê rồi, nghe mâm than nó mới hay các bạn. Những con này nghe mâm than rất là hay. Đấy, nhìn chưa, đẹp chưa, con này màu đỏ bóc đô đấy, màu đỏ bóc đô rất là đẹp. Chiếc tủ đài kèn này chiếc màu đỏ bóc đô, mức giá 7,9 triệu, màu bóc đô. Con này chắc nó có logo đấy, chắc rơi mất rồi.
7,9 triệu ạ. À, sang tiếp tục đến với lại chiếc đài có mức giá 8,6 triệu. Đây, thì đây kèn. Tất cả những con này để quý vị đều có thể di chuyển chóa được nhé. Sang đến chiếc đài kèn là 8,6 triệu, đó là chiếc đài kèn Colombia. Colombia. Các bác nhớ hộ em là con này là con này là nhớ là lưới căng vàng này. Con này lưới căng kẻ nhé. Bác nhớ hộ em nhé. Hai con này nó khác nhau đấy. Con này là Colombia. À đây, con này là Colombia GP18. Con này là Colombia GP, con này 28 phải, hình như là mã 28, 18 đấy. Hai con nó giống hệt nhau. Mức giá 8,6 triệu. 8,6 triệu. 8,6 triệu một con. Gồm có chức năng radio này, cassette này, CD này, đĩa than cũng như những con kia hết. Được chưa? Có đẹp luôn này. Olivia 8,6 triệu một chiếc ạ. Mỗi con nó có một cái cách trang trí khác nhau. Bạn thích cái nào? Con này là GP nhé, Colombia GP18. Con bên này là GP28. Đúng rồi, GP28. Có FM AM hết ạ. Mức giá 8,6 triệu. Em cảm ơn các bác.